video này cứ admin sponsor pin là nào đó hai bật tôi chỉ sponsor được comment sponsor có việc admin đây khó khăn đấy xem ra video review rồi bảo khen nhom này cái laptop để khen nhom tính to prao to hai khen nhom anh về bàn thay vì cứ chơi the best gaming laptop đọc hết đọc pram in hai nick cứ chơi Asus ROG Zephyrus chi đọc pram pi pon mà phải pi bạn mấy cái bàn thay hỏi ní cái chữ laptop the best the prime in laptop mình đây thay laptop đây là một port sản phẩm một phép ekran the prime in các bạn thấy môn đường này tỏ khi sơ từ cầm mắn thả ô model đi lo chiếc model nuôi lo chiếc đập bả lấy bị bay mặt sản phẩm laptop sẵn nếu không bị sai gaming laptop tặng ở độ và bộ macbook chính đầu tiết sản phẩm gaming laptop tặng ở đặt prime cho môn đường window nữa vì miễn bị bay mặt đại dương mình ai được bàn tặng bay thì bố cứ dừng được bàn tại pi thì không chỗ nào bảy pi năng thì mỗi cứ việc kháng thì pi cứ việc đáng năng thì bảy cứ việc thật chuyện bảy năng này tao khi ai chỉ được bàn pi do pi này có bàn đấy có phần tai mình ai vô tặng bảy bàn thì chứng OG Zephyrus chỉ được pram pi còn phải pi đi cứ việc kháng hay việc đáng có phần tai việc có mình ai thua ở thật chuyện đôi chỉ phổ bộ laptop crack crack đài laptop này cứ khi ông prao việc sập tới thì giải về phần mũi khai hơi hơi nó về đại tình thứ mấy cứ đầm lại việc một pon phần pờ rồi là chiến ở lấy khi mà đăng thải kia cho nó sau phần mán ở đăng thải cho được còn mình cho thì tái sản phẩm model play cá trên pi cầm hồn Asus là Campuchia dương này giấy pi rub riêng là bảo việc môn kề trong cái thang cao pi macbook rub riêng laptop đài khi ông cho chất khăn một phần vậy luôn tới cứ Windows laptop cứ khi ông kết thang model Zephyrus tiền model M series nằng G series nấng chỉ đọc buồn chỉ đọc pram âm đọc vào mùi nó cứ khi em cần tham vi cứ chưa laptop đảm bảo rút riêng sạch bộ port anh đang để sao tại phần này khi em thể nhà tao clip có chỉ mới khi laptop xem sạch riêng rồi có một lần nó viêm sâu sạch ai tham viêm mình sạch riêng kế tê anh đang cứ ở sai từ lớp phần này bỏ riêng riêng luôn còn đại sản phẩm nhóm model này cứ chưa model để sạch riêng kế bộ port dễ chăm tới sản phẩm laptop để tranh pì Asus cái design bọc cái cứ có chỉ play play này tại mà và mỗi ni vẫn cứ việc đáng việc tối việc bảo hai mỗi năng office laptop đấy và sân chỉ mới pi trong ngày tại vì bên chỉ mỗi năng cầm lăng đọc kháng mình xong cho mình năng rub riêng về tệ tổng nguồn sốt bảo biết cứ mỗi chất phẩm 4 kg ai tháp pi kilo tại mà đó tổng nguồn ní cứ chia tổng nguồn đỏ sra môi nếp tay khẳng lớp bên chỉ mỗi năng cao vay plat OOG by premium bên chỉ mỗi năng run tôi chỉ tra nằm đẹp kia chỉ là cái nào mình chất nếp tay khẳng lớn năng chỉ mỗi năng chấm nắng plat về để dưỡng bao trời phơi trời ấy năng cứ việc chăng nó đôi chỉ bỏ ăn tận ngủ chăng nếp tay đã bao ekran lăng máu cứ việc sản phẩm này tại mà đó chỉ mỗi năng ekran IPS đọc ram chất phẩm 1 inch đọc phẩm 1 phẩm 4 aspect ratio đại vì bên chỉ mỗi năng po cho bao support đó 100% DCI-P3 Resolution Quad HD rồi có 2K Refresh Rate 165Hz vì chia ekran tụp trong năng plat đó là ổ nếu cứ chia ekran IPS đại nè tỏa khí vì bạn không cao đó để xa tại IPS xem xếp bỏ bảo vệ cứ ập đôi chỉ một năng bỏ này thì bỏ này cứ vì bạn là ổ vì sự cực là ổ chẳng cao để dân mơ video cắt video lên game design cứ sắp xong tại chia chấm đặt để biết phương bản đó kháng lớp với mình chỉ mỗi năng webcam bằng P-Roy 1.5px để khi mình qua cho đoàn thế hai bí mơ tức ở sau chỉ tức phần này sản phẩm cả thua ở miền lịch liệt tập này khẳng lơ sạch ở trong ấy cứ ở miền thế cứ việc mà nơi chủ mối nông tây ở trong tạm đòn tại cả đại sản khán cứ việc miền chủ mối nông privacy seal miền này thay việc miền chủ mối nông cả bật webcam nông ở đặt tạm đòn trong cái thang đi chơi chủ mối được trong complain tại tông chủ mối nông webcam còn về webcam cứ trong mặt quả tiền để sạch được trong mặt sơn prao về chẳng làm nó sai được bọc nhóm nhưng bật chủ mối nông device webcam đi tạm đòn để sạch được trong mặt prao về thế window hello nằm bấy đó sao và trong mặt prao về đài vì miền chủ mối nông touchpad ở thống hay mà hai số luôn sản phẩm về để dùng touch chẳng multi touch chẳng cả chọn ấy cứ việc lo khăn mình đang sản phẩm touchpad hay nét đó tiếp các chi của bạn đó touchpad là mình tầm hôm bắn nắng là lơ laptop sản phẩm tầm hôm đọc ram chọn cùng với in nắng bên mình chỉ mới nắp lưng RGB single zone sản phẩm bằng time sản phẩm là về để dùng chọn bao lưng po về khi bật viết comment còn được phép po hay là lo lươn cơ về để dùng type hình này bên mình chỉ mới nắp hot khi chỉ muốn buôn để dùng ai custom máy bán chỉ mới nắp button power là đặt được lại cái này cái này nó có chưa cái này để trong sau đấy ai thà mình complain là vận tải sau đấy ra hệ số admin đã chỉ mới nâng ca scan mình đây là lựa button power nâng tiệt tệ và sân diện đạo máu cứ khi em kết hạ mà tay touchpad nâng khi bỏ nick cứ việc cứ viết chiết khăn nâng tên rồi là biết là song khang khi bỏ nick cứ chỉ rốn sản phẩm mình trên sản phẩm speaker chẳng là pe để dùng trong chạy sản phẩm hay bật ekran cứ ở đại thừa bàn thế điểm khỏi chỉ mới macbook thế sản phẩm speaker cứ viết ra ca sản phẩm để chụp ba tranh vì này tay khi bỏ nâng cứ dùng ai crop viết chiết tệ bật crop chất cứ lưu color
rap material bánh viên chỉ một đường tour luôn nâng hàng cái đó nhất cứ lập chân pi magnesium alloy trong mặt thắt cốt cứ vi ai cốt thom đá còn mình đã bẩn dây pi pi thôn bánh cứ vi thôn chieng bọc hết plastic sản rap này hàng chuối nâng hàng sản này laptop nhất cứ nẹt tỏ lên tài được khơi chỉ một đường group video bọc nhóm đại nhóm review pi laptop cứ cầm rõ miên một đây na đại nhóm mình complain nè tại mỗi nhất cứ chia laptop đại miên connectivity port group chấm lại đại nhóm chọn bàn mình group tế cứ khoảng mùi cầm đại nhóm kết tha vì cục hai sản phẩm laptop USB Type A, P port, Type C, P port, sạc tại chia USB 3.2 trên thú đã bị miền lượng tê tận này đo từ đọc chỉ cả biết không một vị tì hai sản phẩm Type C nữa căn để lo thiết cư vì ai tê video trên hay vì ai sạc thô chỗ ta mình đã đông sạc rồi bật thành thiệt mình men chăm tại đông rồi bật bàn việc sạc cho thì cao rồi bật cầu việc support này cầu bàn đấy miền rồi bật cư việc cục chúng mình đang tham một bộ để chỗ màu HDMI 2.0 B support 4K 60Hz network OC 5 bị miễn lượng 2.5 gigabit việc còn đây tại miễn cho mỗi năng audio 2.5 combo năng micro SD card UHS 2 được khnề cho mỗi năng laptop đã miễn đầm lấy bạc bạc khnề đây chứng port cứ bị miễn port đã lươn hơi vì tục nơi cả lại để chăm chọn trả tiền chọn ở bị miễn tiền còn vấn đề cái là sầm khăn đôi nhà tọt như smart đằng chứng micro SD card cứ miễn chỉ port để chăm trời cả thế chăm trời cả port SD card thống MacBook Pro cứ bị thua bán đó chìm. Sở rộp này rụp riêng rồi bỏ Asus Zephyrus G15 2017 cứ việc cao sắp hơi rồi thì hơi xâm rạp cao để bỏ nhóm phóng vì thua ở nhóm sở xa thả việc xa phóng. Cao pra pra cứ vì em khăn mạnh tên vì tốt, vì sáng, vì sáng, vì mình chanh chăng ấy tế cứ vì lạc nạ hai khách tâm nào xâm rạp laptop. Hãy khi nhóm xong thì chúng ta tiếp bà xanh thì khi nhóm pra cho mỗi năng Windows gaming laptop cứ khi nhóm pra cho mỗi năng tập hết rụp riêng bài này bà tham mình ban cho mỗi năng Asus cho mỗi năng Chrome Home Sense MSI chỉ có bấy cứ miên rụp riêng sản điện năng ở lớn thì giờ em pi cầm lang bảo vệ mình chỉ riêng đây là tạo nên trong đồng một hoạt thả ta đa ứng tội chứng ta việc khẳng phần này Asus Zephyrus G15 GA Pram Roy Bay ở âm ní cứ vì miên cho mỗi năng CPU AMD Ryzen 7 Pram 1800HS vì đầu muốn cứ không cho làm cho mỗi năng Pram 1800HS ní cứ CPU ní miên Pram 7 khó năng đọc Pram 1 thread GPU NVIDIA RTX 3060 Boost Man 120W cho một Dynamic Boost RAM 16GB Khnông nâng cư viên miên 8GB chọn màn xín nâng 8GB tiết cư dương ách đọt đầu viên bàn viết chia phập hết DDR5 4800MHz cư mà hà lửa nấy xâm rạp RAM SSD cư M.2 NVMe PCIe Generation 4 1TB hay SSD cư viên miên P slot xâm rạp ở dân thuê ca phạp đấu thuê ca upgrade màn xín ní cư viên prao vào bọn được chạy bớt cho viên này bạt cớm hai viên bình chân cầm đau một tam bị dạ ron song khang này laptop hai mũi tiết cứ ban một phần này một ekran tam đo Asus ban đã cho anh phần này khẳng cầm ekran để sao tại bây giờ ba ekran một cứ viên đầm râu ở hai tu khuôn đầm bay miền space sản phẩm sập cho chỗ hai nâng nghi sửa không phải để dùng typing đi cái chiếc ca design để cho lát bóng phốt sản phẩm laptop phần này ca để đặt để lơ tóc to để lơ tóc rồi gọc tay để đẹp smart ca để viên bằng hai khuôn tam bị dạ ca để dùng ba ekran lắm cứ vi áp sốp cho pin lại cái này ca để vi tập tụ ban hỏi tập chạy này không laptop năng tệ bạn nè tao nên lên game bạn nè tao nên cắt video bạn nè tao nên prao vi kháng nè tao nên đặt hạt trời tại miên cho mỗi năng away mỗi đèn mà tro cho mỗi năng laptop năng mình ai bao toàn chứng cứ cho vi châu ắt group lại cái này bỏ vi tệ laptop này prao cho mỗi năng software AmeriCrate bỏ Asus đôi kê đôi ai đấy sản phẩm cao bằng cao cầm lang mà xin nâng cho mỗi nâng cao cầm nọt profile tam tầm lọc dừng prà thì mỗi biên đồ mốt khi mặt prà về thế cứ việc step bỏ trên kế bằng đáy vì mình thuê đôi chất đặc trong trong bàn thì pi cứ silent mode anh cứ khi nhóm prà về sản phẩm về để khi nhóm sell thơm mô vì ai khi nhóm gây sẽ đáp trong riêng phong thuê ca phong bàn đo tới chất buồn màu sản phẩm thơm mô mà rồi phía rồi nên mình nên chỉ rừng nghi tế sản phẩm gaming laptop đài ai nè tỏ nha gây prà tập browser xây dựng script dạy về buồn màu tăng việc trong review máu cứ trong mình đại chụp thì cái lái nó cứ all con khăn mình tên tật đó ca để si tham bộ thông tích bỏ CPU AMD hai bản sân đến đây tao khuyết tinh cho mỗi nâng RTX 3 học được kia tại bài cho mỗi nâng CPU Intel chùm nón tiên đọc phí nè tao khuyết chọn thua cho mấy co laptop này mình ạc ở nè tao khuyết nằm đà ca đó buồn màu đài lực lên nè tao khuyết bật cho mỗi nâng power tặng o hay bật còn ha tặng o bật bật lưu ekran tặng o vậy luôn tới pra đôi mình pra nâng ai thà trên đó buồn màu xâm rạp buồn màu được trong pra đấy cứ thông đá dương còn để tweak cho mỗi nâng performance mode được nâng AmeriCrate đã silent hai bao cho mỗi nâng lưu ekran vẽ cả đá miên cho mỗi nâng browser bật bật lưu keyboard buồn màu cứ vì ai tờ rồi và phép cầm lắng tí bấy đã ai rơ ban được nâng AmeriCrate cứ performance mode
bây giờ khi cắt video, bây giờ khi lên game, này cứ chơi mode đại lộ một phần ở bên đại prau cầm lăng khăng khăng, hay prau dùng màu. Và phép cầm lăng tiếp bốn cứ thợ bộ mode, cứ việc đôi chồng bằng performance mode đây. Còn tại việc bao chồng bằng còn hai khăng là bởi ở CPU, năng GPU việc tự chạy chương môn. Hai việc bằng tham được bướn, hai bàn lươn chương môn đối khỉa. Còn bắt đáy khi nhóm ọt prau chồng bằng mode năng tề. Và sẵn thì khi nhóm chọn lươn, cứ khi nhóm prau chồng bằng mode thì prem trong cõi kế cứ manual mode. Cứ chỉ mode đại khi nhóm ai control từ lơ cầm lăng robot GPU, cầm lăng robot CPU nâng là bươn robot còn hà hai mươi tiết khi ông ai sẽ để thương mắc ai laptop nâng vì mình cái đầu chẳng khi ông cả lại tại sao đôi chút khi ông ô chúng mình đang game thống là bởi tệ vía export video chính về đang hát cực khi ông bao chúng mình đang manual mode đảm bảo thôi vía rắn ta mà quay để việc ai miễn cầm lăng miễn phần á cứ việc tranh màu phần nặng phần tái tiếng manual mode nâng turbo mode ASUS ZFRS chỉ đập ram pipon phải pin ít cứ mình ai pra lớp pp tập bay màu thế bà sân chỉ ô cho mỗi nâng ở quay mỗi đại thân ngôn bằng phọt sau bây đại ca cắt video của đói bà sân chỉ ra với đại dạp cho lực bay màu hỏi cứ việc bật chỉ restart cứ việc bật chỉ thua mạch ở system đó với clear tranh mà xa hỏi việc thua ở thực triệt lăng bình sân khi em xa đôi hỏi cho mỗi nâng thuộc bộ mode nâng manual mode vì bây màu cứ ẩn miên bánh hà tế cả bật đại lực nâng tới bây đại khi em ra càng nghe thân ngôn chỉ bị xa bây đại cắt video project đại thông khăn hot vía bắt cót chìa chân blue screen đỏ slot ad vía bắt cót chìa restart machine đời mà nói chung đừng luôn tì lại nâng vía mình men chìa ca error bỏ laptop vía mình men chìa rương ai mua tế bằng hai ASD trong thuật bàn thua video hỏi khi mà đọc sài rồi hỏi tại em đón đấy cứ vì tệ tôn cho mỗi nâng system tạm mô tạm đó tệ tôn cho mỗi nâng cộng đau hay mà để giải thác cộng đau tạm mỗi nâng có nẹ tóc nếp bắt cót chìa tờ rô chẩm lõi nâng khó tế đây thịt bắt tới vía mình thật nâng lưu cộng đau tạm mỗi tế vì tệ tôn cho mỗi nâng áp lương để tranh pi adapter mà thiệt chẳng rương tràn mình đèn trong cách tha đi cứ chìa rương thò một chiệt laptop sáng có trong chuộc bằng hàng nâng được kia đá về để trong dò mò review và tác chỉ tu tới này đặt tên laptop gaming laptop do tới cứ kê cầm ro nâng pra được trong này ca để pra được trong việc còn để chơi ca chích co mơ thật ta performance viên miền nhỏ mạch về để dựng bạc một nâng tư việc pra tư việc bàn dù bật nè ếp nè anh đi việc còn để chơi ca tệ thì bờ pra chạy sẽ đánh bạc trầm performance mode cứ ok hay sản phẩm GPU mode cứ viên miền cho mỗi nâng buôn mode để dựng ai thôi ca rửa bán optimize cứ chia mode để dựng tục ai computer viên trên nhà sản phẩm thật ta việc cô thể switch để căn GPU NVIDIA rồi co GPU robot AMD và tác khi ông Audrey comment nói pra một mùi nâng tỷ mùi là hết có được xa tại vì mình ai thuê cả lập đồ bán từ ta mà vậy để khi ông chọn bàn bây giờ tới em đã đầm rơi ai miên cho mùi nâng GPU NVIDIA cứ vì ọt thuê cả pra NVIDIA thế cứ vì pra cho mùi nâng GPU chọn thông bản xâm rạp Eco Mode vì cứ chỉ mode đại vì thuê cả bắt đánh cả pra bỏ GPU NVIDIA còn bản thái vì pra cho mùi nâng GPU được bỏ AMD. Sản phẩm Standard Mode này cứ việc hạ bởi đôi chìa Mode Optimize môi nền trắng đại biệt với cả bàn chai dựa viên GPU đạch những GPU chóp khả năng ca đại biệt bắt đầu cầm lăng trắng pi này cứ việc sử dụng khả nỉa cập đáy khi mơ kênh thang Standard Mode cứ việc thuê bàn lộ chiếc hai chấm phố Mode này cứ chìa Mode Ultimate đại dựng ách hay mà dạng bàn tiết thang chìa Max Switch đại biệt đã bao cho mỗi nông Mode nâng cứ dựng tới cả Restart Machine mode này xâm rạp ASUS ZFRS chỉ đập RAM 2021 cho gram cứ biệt miền tế 2021 làng máu bằng miền miền cho mỗi nâng ca để những ai thuộc ca đạch cho mỗi nâng GPU chọn màn xin nhưng pra tại GPU NVIDIA sật cả lại nâng kê ai dễ bàn tha pra xâm rạp ca lên game đâm bây miền performance lò cơ bản đáy ca tè rồi bọc nhóm cứ trong mơ khinh thang vì ọt sơ khó khní tràn tế ai khó khlác cho mỗi nâng frame rate bản thân mình chẳng bị tệ. Cái đó là sẵn khán về để dân bảo cho một mốt nâng xâm rạp cả bảo laptop và dân 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 kết thả trong ở vì miền cả sale thông mô khác là về để dân mình bảo cả nghề thôn thốn đôi chữ bạc browser chữ đám cả nghề office chữ đám chẳng dân 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 bảo GPU NVIDIA sắt viên năng si tham một bộ thông mô khăn bình tên. Tại dạng nào cái đó, Max Switch này cứ chưa option môi đỏ lõ xâm rạp laptop đại vì miền ở dân thông ca để dân ai chưa được bàn. Nhiếp bi game game Apple Legend khi nhóm test cho mỗi nâng performance mode hay lật phó cứ đôi đại tộc này bàn khởi dần hãy nít khi chơi lật phó frame rate robot CSGO hãy nít khi chơi lật phó frame rate xâm rạp game xem xem tiết
Hãy nick chia lật phao export video chính project để chúng ta rõ đó. Một tay cho bao robot nhóm, sản phẩm làm lại một pon pram pira được là anh ấy không cần tha. Gaming laptop đập pram cho một in same tiết, các bạn trong cái tháng online tràn đầy. Sản phẩm nhóm bây giờ laptop đã sát play kế, sáu nghề sưu thái, trong anh về bàn tha và sân chơi rub riêng với, cứ việc sự thật nơi top 3 dạng háo cho sản phẩm này mình tụ tới. Bà mình lệnh mối lệnh phí cứ lệnh bài hỏi. Tại bà này dạy phí cầm lãng vĩnh. Bà laptop trên 5 phí bọn phải phí đi khía. Đọc một đế cứ vì ai cho nó trầm lệnh 4 rồi còn lệnh pram. Ở đây để khi nhóm complain cứ tệ tôn cho mình đồng này RAM. RAM vì miên tay một slot tế xâm rạp ở dưỡng mình thám. Hai bà xanh dự trong bàn xam sắp phí chỉ gặp bay cứ bị bạo bằng tịch. Thật ra tại RAM cho mặt xinh cứ vì miên trầm pram bay chỉ gặp bay xâm rạp. Một đế play cá nó sẽ rộng mai dưỡng. ASD mới tiết có khi nhóm complain đấy. ASUS khi nhóm đăng theo có thể vô Western Digital Model nào thế giờ mà đã nâng cứ nhóm check sẽ được number tới ASD nâng cứ bị slow là bước nó bảo biết cứ ọt lươn đôi chưa brand nó bỏ Samsung brand nó bỏ xây thế để nhóm thuộc tế chẳng ASD ní cứ em đợt thu generation tích 4 được nhé có vấn đề vì mình lươn đôi chưa generation tích 4 được bỏ kể tế keyboard với anh mình chủ mối nâng cả lock function key đã bị switch bị F key mà căn ở function đại miền là lơ shortcut key nấng, cứ bạn miền lock function tệ à Fn key nấng cứ bạn miền lock job tệ. Tại chẳng nào cái đó, đi cứ chưa ca complain đó, tách tôi bấm pot, sản phẩm tôi khốn laptop mùi nỉ. Hai bên trên đã tạo nên đóng tiết, bản thân thì đã tạo nên trong ban model Zephyr G đập RAM nấng, ra cho mùi nấng AMD cứ đã tạo nên. Trời tinh cho mỗi năm model Python phải pì. Bản thân chia tinh cho mỗi năm model Python phải bấy cứ lên miền AMD thiệt hại. Miễn cho mỗi nắng CPU đó bỏ Intel. Chẳng bà xanh dịch đại tộc này trong ban CPU AMD cứ tờ đó G14 G18 cứ kì lệ miễn hói cứ miễn đọt G11 miễn cho mỗi nắng CPU đó bỏ Intel. Ok, chẳng đi khi chia ASUS Zephyr G18 2.5 laptop đại sát lắng khi nhóm bình chật. Chúc cho mỗi khi nhóm nơi video bằng tổng.